cả nhà. Đây là bệnh viện gia đình, bác sĩ gia đình của mình á. Mình bị đau cái lưng quá, mình mới đi làm xong rồi mình qua đây mình đã tới bút cái hẹn mình đi khám. Mà nó nói 3 giờ bác sĩ rảnh nữa là mình khám luôn. Thấy đâu xe nè, ông xã mình đang chờ ở ngoài. Này bệnh viện gia đình cũng gần chỗ làm của mình á. Mình đi khám cái gì cũng phải đặt hẹn trước. Ở Mỹ là vậy á, chứ không phải giống Việt Nam mà bệnh vô ngồi chờ 1-2 tiếng thì chấm được. Đây là nhà thuốc nè các bạn. Bây giờ mình qua đây mình lấy thuốc. Qua đây mình lấy thuốc. Mình hẹn mình 20 phút mới có thuốc. Trời ơi, vậy đi vòng vòng có gì tham quan vòng vòng có gì mua không á. Đây là mấy cái đồ ẩn nhiệt độ nè. Đây là siêu thị thuốc. Đây là mấy kẹo ngậm trị ho nè. Bên này á là nó bán đủ thứ luôn. Nó bán vitamin nè. Vitamin dầu cá, vitamin C, nó dầu cá D3 nè, magie, canxi, chất soi. Mấy cái này làm vitamin mà đồng thời là có những cái loại thuốc giảm đau nó bán ngoài kệ á. Bán ngoài kệ là không cần toa. Còn những cái bệnh đau bình thường á thì mình ra quầy rồi mình mua, không cần toa bác sĩ, nó rẻ hơn. Còn những cái thuốc mà bị bệnh nặng đau một chút á, rồi đi bác sĩ cho toa là thuốc đó là chuyên khoa nặng hơn thì phải vô cái quầy thuốc lớn hết đó, đó dược sĩ nó sẽ đưa thuốc cho mình, là mình đưa cái phiếu bảo hiểm của mình đó, rồi bảo hiểm nó trừ tiền. Ví dụ như bảo hiểm nó trả nhiêu á, còn nhiêu thì mình trả cái gì á. Mấy cái chai nhỏ nhỏ này là energy drink, uống vô để cho có năng lượng đi làm á. Mấy người nhiều khi mà bữa nào mà cơ thể người ta yếu yếu á, là người ta mua mấy cái chai này người ta uống à. Nước tăng lực, sữa ensure, sữa. Đây nhà thuốc nó bán nhiều thứ lắm các bạn, chứ không phải đơn giản vậy như là thuốc không, mà nó bán dụng cụ y tế, rồi nó bán bánh kẹo, rồi nó bán nói chung là bán giống như một cái siêu thị nhỏ vậy đó. Dớ nè, mấy miếng bóp giày cho mấy người mà bị đau gót chân á. Bữa nào mình cũng mua một mua mấy đôi. Mình xài cái thằng Dr. Shaw này nè. Dr. Shaw này rất là hay đó. Mình phải mua mấy miếng lót này, đứng lâu mới chịu nổi chứ không thôi nè. Trời ơi, về hai cái gót chân nó đau quá, mình nó đau tới lưng luôn đó. Này bán dụng cụ rồi mấy miếng lót dày. Rồi bên đây nó bán thắng thảm vô ga nè đó. Nó bán giới chân, mấy cái giới chân này mang vô nó có mấy cái hộp nhám nhám này là nó không có trơn á. Đầu tay cho mấy người
người ta tập thể dục á, yoga club đó, giờ chưa thấy ngày luôn, đã thấy massage xoa cổ, làm cái cổ, chăn yoga. Sợi móng tay á nè, anh thú vào bông mà, nói chung là anh bán đủ thứ. Này là mát xà bông, nó là một siêu thị nhỏ ở đây luôn. Vậy đó, hẹn 15-20 phút vậy, mọi người đi vòng vòng đó, kiếm có gì mua không, mua thêm đó, cũng là một cái chiêu kiếm tiền của người ta đó, thấy không? Cái hộp này là người ta mua để người ta đem theo dỡ đồ ăn. Bánh kẹo. Nó là một cái siêu thị nhỏ luôn á. Cái này nó bán lò nướng. Máy pha cà phê này đã bán tất cả các loại ly để tập thể dục thể thao nè, bán dụng cụ nhà bếp luôn nữa chứ trời ơi. Cứ không mình đi vô rồi mình nhắm mình mua gì đó rồi xong rồi mình chờ 10 phút 15 phút mình lấy thuốc rồi xong mình đi về chứ mình muốn quay giờ sẵn đây tiệm nó hơi vắng mà thôi quay ở đây mình quay là mình quay lén luôn chứ thấy có người ta thấy kỳ quá. Chạy nước này nó bán mỹ phẩm nè các bạn, hả? Mỹ phẩm nó đã chưa? Này cũng mắc phơi đồ, hả? Mỹ phẩm các loại luôn, xoay món ba. Siêu thị nhỏ ở đây luôn á. Đúng rồi, bên này là bán xà bông, bán chặt tóc nữa nè. Các loại dầu gội đây, nói chung là bên này nó bán đồ mà nó mắc là nó thấy không, nó tiện nó vắng. Bên siêu thị mình bán giá rẻ hơn, người ta buôn bên siêu thị mình người ta mua. Mấy đồ chơi trẻ em nè, mấy cái logo nè, thứ
thân không? Ship đi khóc. Cái bình nước mình bé. Nấm sấy khô. Chào anh bé. Chào anh xanh. Để kiếm cái player, cho nó có cái player không ta? Kiếm cái chai player. Để player ra. Player.